Cô nhắc lại cho các em những vấn đề cần chú ý trong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 sắp tới, đó là về hình thức kiểm tra, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Số câu trắc nghiệm 18 câu, số câu tự luận 4 câu, thời gian làm bài 60 phút. Sau đây là những nội dung ôn tập. Bài 18. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ 10. Các em sẽ tập trung ôn cho cô hai nội dung sau, đó là phần Ba La Mã, khởi nghĩa Ly Bí, nước Vạn Xuân, năm 542 đến năm 602. Phần 4 La Mã, khởi nghĩa Mai Thúc Loan, từ năm 713 đến năm 722. Đối với bài 19, bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ 10, các em chúng ta cùng tìm hiểu cho cô toàn bộ nội dung của bài, gồm 1 La Mã, cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương, và phần 2 La Mã, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Và nội dung cuối cùng đó chính là bài 20, Vương quốc Chăm Pa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10. Đối với bài Vương quốc Chăm Pa thì các bạn chúng ta tập trung cho cô phần 2 La Mã, đó là kinh tế và xã hội của Chăm Pa. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, bài 18, các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ 10. Phần 3 La Mã, khởi nghĩa Ly Bí, nước Vạn Xuân, năm 542-602. Sau đây, các bạn hãy cùng xem lại lược đồ cuộc khởi nghĩa Ly Bí vào năm 542. Mùa xuân năm 542, nhận được sự ủng hộ của nhân dân, Lý Bí đã nổi dậy khởi nghĩa, đánh đuổi được Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, và làm chủ toàn bộ Giao Châu. Cuối năm 542, nhà Lương đã một lần huy động lực lượng sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, tuy nhiên đều thất bại. Đến đầu năm 543, nhà Lương lại lần thứ hai đem quân qua đàn áp nước ta, và lần này Lý Bí đã có sự chuẩn bị, cho nên ông đã nhanh chóng đánh tan được sự đàn áp của quân Lương và tiến hành giải phóng được cả khu vực Hoàng Châu rộng lớn. Chính vì vậy, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí đã giành được thắng lợi. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi vua, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, có nghĩa là mong muốn đất nước luôn luôn được hòa bình, nhân dân đều được ấm no và hạnh phúc. Ông chọn vùng cửa sông Tô Lịch, Hà Nội làm kinh đô và cho xây điện Vạn Thọ và chùa Khai Quốc, tiến hành cho đúc tiền riêng. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 713 đến năm 722. Cô mời các bạn cùng quan sát lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Dưới thời nhà Đường, nhân dân ta đã chịu rất là nhiều sự cơ cực bởi chính sách tô hộ tàn bạo của nhà Đường. Chính vì vậy, năm 713, nhân dân Hoang Châu từ khu vực Nghệ An cho đến Hà Tĩnh ngày nay đã vùng lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan đã chọn vùng Sa Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để xây dựng thành Vạn An và ông xưng đế Mai Hắc Đế. Cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của nhân dân hai quốc gia, đó chính là Chân Lạp và Chăm Pa. Từ thành Vạn An, nghĩa quân đã nhanh chóng tiến ra Bắc, đánh chiếm thành Tống Bình và Hà Nội. Nhân dân ở khu vực Chiển Châu, Ái Châu, Trường Châu, Sao Châu đều nổi dậy hưởng ứng. Tuy nhiên, năm 722, khi nhà Đường
đem quân sang Đô Hộ, sang đàn áp nước ta, thì cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan đã bị dập tắt. Sau đây, chúng ta sẽ tiến hành ôn tập bài số 19, bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ 10. Trong phần 1 La Mã, đó là cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương. Các bạn chúng ta cùng quan sát lại cho cô nội dung chính sách cải cách của Khúc Hạo. Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm Tống Bình và tự xưng là Tiết Độ Sứ. Sau đó, năm 906, nhà Đường bắt buộc phải phong Thừa Dụ là An Nam Tiết Độ Sứ. Năm 907, sau khi Khúc Thừa Dụ qua đời, con trai của ông là Khúc Hạo lên thay, tiếp tục chính sách xây dựng đất nước và tiếp tục xưng Tiết Độ Sứ. Đây chính là những cải cách của Khúc Hạo. Các bạn chúng ta cùng quan sát với cô từ chủ trương, đó là chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui. Và tất cả những nội dung cải cách của ông đều xoay quanh chủ trương nhân dân đều được yên vui này. Thứ nhất, đó là về hành chính. Ông cho sắp xếp lại, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Tiếp tục thi hành các chính sách cải cách tiến bộ, đó là bãi bỏ chính sách bóc lột của bọn quan lại đô hộ phương Bắc, chiêu mộ thêm binh lính, và cuối cùng đó là chỉnh lại mức thuế, đặt quan lại mới phụ trách việc thu thuế. Và những cải cách của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa hết sức là to lớn, đó chính là xây dựng chính quyền tự chủ độc lập với phong kiến phương Bắc. Đó là một chính quyền của riêng người Việt, do người Việt nắm giữ. Hai La Mã, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Sau đây, cô mời các em cùng quan sát lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và các phần chú thích. Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Nhân lúc thủy triều lên, Ngô Quyền đã cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến sâu vào cửa sông. Lưu Hoằng Tháo là một tên tướng trẻ, cho nên rất là háo thắng. Khi thấy quân ta thua chạy, thì hắn đã cho quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm. Và đợi khi thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công. Lúc bấy giờ, quân giặc thua và hoảng loạn, phải rút chạy ra biển. Và khi nước thủy triều rút, đã lộ ra những cọc nhọn, thuyền va vào cọc, vỡ tan tành. Ngô Quyền đã hạ lệnh đem thuyền ra đánh, quân giặc hoảng loạn nhảy xuống sông, và trong trận này, Lưu Hoằng Tháo đã tử trận. Nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm sau. Ngô Quyền đã phân tích được thế mạnh yếu của quân giặc. Quân Đông có lợi thế về chiến thuyền, nhưng về thế yếu của quân Nam Hán lại là tiến quân đến bằng đường biển, nhưng lại không nắm vững địa hình cụ thể, kéo quân từ xa đến mệt mỏi, lại mất nội ứng do Kiều Công Tiễn đã bị giết. Ngô Quyền đã thông minh, chủ động bày trận địa phục kích, biết lợi dụng lợi thế của sông Bạch Đằng để tổ chức thủy chiến. Về ý nghĩa và cũng là kết quả của trận chiến Bạch Đằng, đó là chấm dứt hẳn thời kỳ Bắc thuộc và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc ta, thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, còn có một ý nghĩa nữa mà chúng ta có thể thấy, đó chính là thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc xâm lược của dân tộc ta, đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc. Bài 20, Vương quốc Chăm Pa từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 10.
Hai La Mã, kinh tế và xã hội của Champa. Nông nghiệp, trồng lúa trên nhiều loại ruộng khác nhau như là ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn. Bên cạnh đó, người Champa còn biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt và sức kéo của trâu bò. Về khoáng sản, thì người Champa nổi tiếng về các loại khoáng sản như là vàng, bạc và hổ phách. Có nhiều loại lâm sản quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là trầm hương. Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề đánh cá và trao đổi sản vật với thuyền buôn đến từ nước ngoài. Chính vì vậy, biển giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của người Champa. Cô giới thiệu với các bạn, đây chính là hình ảnh của bánh xe nước, một sự sáng tạo của người Chăm khi họ cần đưa nước từ sông suối vào ruộng và từ ruộng thấp lên ruộng cao. Sự đa dạng trong hoạt động kinh tế của cư dân Champa đó là sự kết hợp của nghề nông nghiệp trồng lúa, nghề thủ công, nghề đi biển và sự giao thương hàng hải. Trong khi đó, thì kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc không đa dạng bằng. Đó là chúng ta chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa kết hợp với lại trồng rau đậu, hoa màu. Nghề đi biển và giao thương hàng hải cũng là một trong những nét nổi bật của kinh tế Champa. Sự đa dạng của nhiều ngành nghề đã tạo nên một xã hội với nhiều tầng lớp khác nhau, từ quý tộc cho đến thường dân. Các em quan sát sơ đồ tổ chức xã hội Champa. Xã hội Champa được chia ra làm những tầng lớp chính như sau. Đó là tầng lớp quý tộc, nhân dân tự do, nông dân lệ thuộc và thấp kém nhất chính là nô tỳ. Và văn hóa của nước Champa được ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa của Ấn Độ. Chính vì vậy, nhân dân Champa cũng đã đồng nhất nhà vua như là một vị thần. Các bạn chúng ta tiến hành ôn tập và học bài theo đề cương dưới sự hướng dẫn của giáo viên và chuẩn bị cho nội dung kiểm tra đánh giá học kỳ 2. Cô chúc các em thi đạt kết quả cao. Thân chào các em.